huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã và đang khởi công thực hiện nhiều dự án trọng điểm nhằm giảm áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, cũng như chỉnh trang nâng tầm đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại trung tâm thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất đã khởi công dự án đầu tư xây dựng hai tuyến song hành với quốc lộ 20. Toàn tuyến có tổng chiều dài 3,2 km. Theo thiết kế, mặt đường rộng 8 đến 10m, vỉa hè 8 đến 12m và dải cây xanh từ 4 đến 14m với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây lắp và các chi phí khác gần 75 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 125 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng hai tuyến song hành với quốc lộ 1A cũng được khởi công. Toàn tuyến có tổng chiều dài hơn 3 km. Theo thiết kế, bên phải và bên trái tuyến có mặt đường rộng 12m, vỉa hè 10m và dải cây xanh 10m. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 183 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp, chi phí khác gần 73 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 110 tỷ đồng. Hiện tiến độ của các dự án đạt trên 60% khối lượng công trình. Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn vướng mặt bằng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của dự án. Tại đơn vị thi công chúng tôi thực hiện được khoảng tầm 60% khối lượng. Thì cái thời gian mà thi công của chúng tôi thì đến ngày 26 tháng 10, tháng 12 là hết hạn tiến độ. Nhưng mà hiện nay mặt bằng còn vướng, còn lại khoảng 30% mặt bằng chưa được bàn giao. Thì cũng mong là các đơn vị liên quan, chủ đầu tư sớm giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công có mặt bằng thi công để hoàn thành cái tiến độ đúng theo cái hợp đồng ký kết. Tiến độ thì có thể là cuối tháng này sẽ hoàn thiện sơ bộ xong hết những cái mặt bằng mà đã được bàn giao. Còn một số tuyến cuối bên trái tuyến quốc lộ từ cây xăng với ủy ban á thì cũng phải chờ cho chủ tư giải phóng mặt bằng. Thứ nhất là về mặt giải phóng mặt bằng á thì nó cũng hơi bị khó khăn. Đơn vị thi công cũng cố gắng là đáp ứng được giải ngân về vốn và tiến độ thi công. Với vị trí đầu mối giao thông của tỉnh, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua như các tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Phan Thiết và các tuyến quốc lộ. Các tuyến đường song hành quốc lộ 20 và quốc lộ 1A sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn, giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu. Cả hai dự án đường song hành với quốc lộ 20 và quốc lộ 1A được chính thức khởi công vào cuối năm 2023 là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đang được triển khai nhanh trên địa bàn huyện Thống Nhất. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống hạ tầng trên tuyến cần được triển khai nhanh, kịp thời, phấn đấu cuối năm 2024 hoàn thành đưa vào sử dụng hai công trình theo đúng tiến độ. Dự kiến thì công tác giải phóng mặt bằng thì chỉ đạo của các ngành như ủy ban tỉnh, các ngành liên quan thì phải hoàn, dự kiến là phải hoàn thành trong năm nay để mà hoàn thành cái công tác thi công của hai tuyến đường theo đúng cái kế hoạch đề ra. Cái mục tiêu của đầu tư của hai tuyến đường song hành qua địa bàn thị trấn Dầu Giây thì nhằm mục đích là đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con nhân dân trong vùng, rồi giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, quốc lộ 20 do cái quá trình tăng mật độ giao thông của trên hai cái tuyến quốc lộ, và nhằm từng bước thì hoàn thành cái kết cấu hạ tầng để đảm bảo mỹ quan trên theo định hướng phát triển chung của đô thị Dầu Giây và trên địa bàn huyện Thống Nhất. Có thể thấy, việc tập trung đầu tư mạnh cho hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại đã giúp huyện Thống Nhất từng bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng tầm đô thị, trở thành địa phương phát triển năng động. Đồng thời, đây sẽ là tiền đề để huyện khai thác, phát triển các dự án hạ tầng khu dân cư, hoàn thiện các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần đưa huyện Thống Nhất trở thành một trong các địa phương phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt trong tương lai.